không chỉ sao kê rõ ràng, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà còn ghi điểm trong lòng công chúng vì hành động này khi đi trao quả từ thiện. Hành động chu đáo và cẩn thận của vợ chồng Lý Hải và Minh Hà trong chuyến từ thiện năm 2020 đang được khán giả dành rất nhiều lời khen ngợi. Nghệ sĩ làm từ thiện đang là chủ đề nóng được công chúng đặc biệt quan tâm. Nhiều người nổi tiếng đang bị chỉ trích nặng nề vì chưa sao kê minh bạch tiền quyên góp. Giữa thời điểm này, Netizen bất ngờ khui lại clip vợ chồng Lý Hải cùng trao tiền từ thiện tại miền Trung vào năm 2020. Hành động của Lý Hải, Minh Hà trong chuyến từ thiện này đã ghi điểm cao trong lòng khán giả. Theo đó, trong clip, Lý Hải, Minh Hà ăn vận giản dị, dù trao tiền ủng hộ ở nơi đông người hay ít người cả hai đều cẩn thận cho tiền vào phong bì. Sau khi trao tận tay người dân, đôi vợ chồng nổi tiếng đều cúi đầu chào và nở nụ cười thân thiện khi gặp người lớn tuổi lý hải còn khoanh tay trao quà rất lễ độ khán giả ngợi khen lý hải minh hà vì hành động chu đáo và tinh tế khi đi làm từ thiện lý hải minh hà cúi đầu chào từng người sau khi trao tiền từ thiện lý hải lễ độ khi trao quà cho người lớn tuổi bên cạnh đó việc minh hà chủ động công khai sao kê tiền quên góp lên trang cá nhân cũng được công chúng nhiệt tình tán dương cụ thể khi được khán giả cho rằng không cần làm kỹ vậy minh hà trả lời khéo léo đó giờ chị vẫn làm như vậy không sao đâu em ơi. Chị phải cảm ơn mọi người đã đợi chị trước. Cứ đặt vị trí ngược lại mình mà chuyển số tiền lớn cũng không biết có trục trặc gì không nè. Chứ không có ai yêu cầu chị sao kê hết. Chị thấy cần thì chị làm thôi. Minh Hà trả lời khéo léo khi một dân mạng cho rằng làm từ thiện không cần sao kê. Với số tiền kêu gọi được là hơn 6 tỷ đồng, vợ chồng nam đạo diễn đã in sao kê chi tiết, rõ ràng lên đến hơn 200 trang. Cả hai còn đi đến từ nhà hỏi thăm, để tiền trong phong thư trao cho người dân. Những hình ảnh đẹp của vợ chồng Lý Hải trong chuyến từ thiện cứu trợ miền Trung năm 2020 được khán giả khen ngợi và ngưỡng mộ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.